lại với kênh của Lương Coffee. Thì chắc là nếu như bạn đang có nhu cầu mở quán cà phê hoặc là đang kinh doanh cà phê, chắc chắn là một lần các bạn đang suy nghĩ trong đầu là cái cà phê hạt đang mọc thì nó sẽ như thế nào. Vậy thì hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi tìm hiểu nó sẽ như thế nào nha. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng bóc tách ra là sẽ có hai vấn đề chúng ta cần tìm hiểu, đó là cái cà phê hạt và rang mọc. Vậy cà phê hạt nó như thế nào? Thì chắc chắn là chúng ta phải biết về hạt cà phê đúng không? Nếu như mọi người mà coi trên phim ảnh cũng như là đa phần chúng ta coi trên Google là chúng ta chỉ có về quả cà phê đúng không? Chín mọng đỏ đúng không? Vậy thì hôm chúng ta chưa chắc gì chúng ta đã nhìn thấy tận mắt được cái hạt cà phê nó như thế nào. Thì mời mọi người vào đây. Đây, đây là hạt cà phê sau khi đã được trải qua tất cả các công đoạn để ra một cái cà phê nhân đều và đẹp như vậy. Đó. Và để ra một sản lượng này, để ra một cái sản phẩm cà phê nhân sống này á, thì phải qua rất nhiều cái máy móc mọi người. Mà hôm nếu mọi người muốn coi kỹ thì mọi người cứ vui lòng comment phía dưới ha. Còn đây là cái cà phê hạt. Nhưng mà chắc chắn là khi mà chúng ta kinh doanh chúng ta không thể pha cái loại này được. Bởi vì cái loại này là cà phê nhân sống chưa rang. Vậy thì cà phê mà nó rang mộc thì nó sẽ như thế nào, thì mọi người vào để chúng ta cùng coi cái máy rang bên trong ha. Hiện nay thì Lương Coffee đang rang cà phê để chuẩn bị gửi cho các đối tác. Hiện nay đây mọi người qua bên này. Đây. Đó. Không biết là mọi người đã được nhìn tận mắt và được ngửi cái mùi thơm của cà phê khi mà mới rang xong và đang nằm nguội đấy không? Đó, mùi cực kỳ thơm luôn mọi người. Cái mùi cà phê nó rất là quyến rũ luôn. Đó. Để mọi người có thể là nhìn quan sát rõ hơn á, thì bây giờ tôi sẽ tạm thời dừng cái máy lại. Đây, mọi người coi. Đấy, mọi người có thể chiêm ngưỡng thử xem cái cà phê hạt mà khi mà nó ra mộc xong nó sẽ như thế nào nhá. Đó, và mọi người coi. Màu sắc rất là đẹp luôn. Mà thực ra là cái mùi nó thơm lắm mọi người. Mùi thơm khi mà cà phê mà rang xong cực kỳ thơm. Đó. Tôi không thể nào gửi cái mùi thơm này cho mọi người coi, nhưng mà cảm nhận của tôi là cực kỳ thơm. Đó. Nên nếu như mọi người khi mà chúng ta kinh doanh ha, hoặc là khi chúng ta mua về để chúng ta sử dụng, thì mọi người là nhớ khi đã là cà phê mộc thì Lương Coffee đã cung cấp cho mọi người là sản phẩm cà phê rang mộc rồi. Thì mọi người nhớ là chúng ta không thêm bất cứ một cái hương liệu nào nữa vào cà phê nhé, để chúng ta có một ly cà phê đúng cái hương vị nguyên bản nhất của nó. Ok, cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sắp tới. Thì nếu ai đang có nhu cầu mua cà phê hạt rang mộc về để chúng ta kinh doanh, thì mọi người cứ vui lòng comment phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với số hotline miễn phí của Lương Coffee. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sắp tới.